Trực tiếp bóng truyền ngày 9 tháng 8, Việt Nam gặp Indonesia. Việt Nam không chủ quan ở chặng 2 CV League. Nhà báo Nguyễn Lưu cho biết, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam không được phép chủ quan ở chặng 2 CV League 2024. Hôm nay ngày 9 tháng 8, chặng 2 CV League 2024 sẽ diễn ra tại Na Ratchasima, Thái Lan. Ở chặng 1, đội chủ nhà đã cho thấy sức mạnh, phong độ cao của từng cầu thủ để giành chức vô địch. Trong khi đó, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam để thua hai ba trước Thái Lan ở lượt cuối và cán đích với ngôi Á quân. Nhà báo Nguyễn Lưu đánh giá, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc cả ở từng vị trí thi đấu lẫn công tác huấn luyện, đặc biệt là từ năm 2023 đến nay. Hiện giờ, chúng ta đang có một cầu thủ rất xuất sắc là Nguyễn Thị Bích Tuyền. Đây là trụ cột của đội tuyển và đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội. Trước đó, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam có nhiều lần chạm trán Thái Lan nhưng chỉ thắng một set. Tại chặng một vừa qua, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã thắng hai set và chỉ thua hai điểm ở set năm quyết định. Đây là một điều rất đáng khen ngợi. Ở chặng 2, Bích Tuyền và đồng đội vẫn được đánh giá cao chỉ sau chủ nhà Thái Lan. Dẫu vậy, khi thi đấu trên đất Thái, áp lực dành cho các cô gái Việt Nam là rất lớn. Bởi lẽ, tại đất nước xứ sở Chùa Vàng, mỗi trận đấu của tuyển bóng truyền nữ quốc gia sẽ như một lễ hội và các tuyển thủ của họ là những ngôi sao. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng khẳng định, mục tiêu của tuyển bóng truyền nữ Việt Nam là cố gắng bước vào trận chung kết. Các cầu thủ Việt Nam muốn trưởng thành bắt buộc phải vượt qua được áp lực về mặt tâm lý khi thi đấu trước sự cổ vũ cùng nhiệt từ cổ động viên Thái Lan. Nhà báo Nguyễn Lưu cũng khẳng định, sức ép dành cho tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẽ rất lớn. Bên cạnh đó, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cần phải rất cẩn trọng bởi những đối thủ còn lại, không chỉ riêng tuyển Thái Lan. Chúng ta không được phép chủ quan. Ở chặng 1, tuyển Thái Lan chưa đủ lực lượng tốt nhất. Ở chặng về, họ đã tăng cường một trong những ngôi sao xuất sắc là Waipo Suy Thông. Suy Thông sẽ thay thế cho Kutika Kewin, cái tên không được trọng dụng ở chặng 1. Đặc biệt, Suy Thông từng là đồng đội của Bích Tuyền tại LPB Ninh Bình ở mùa giải 2023 nên cầu thủ này chắc chắn sẽ phần nào hiểu được sức mạnh của đội trưởng tuyển Việt Nam. Các đối thủ khác cũng có rất nhiều sự đa dạng và bất ngờ trong mảng miếng. Ví dụ, Philippines một năm về trước họ rất yếu nhưng ở chặng đi vừa qua, đội bóng này đã thắng Việt Nam một xe. Họ có những cầu thủ xuất sắc như đối chuyện Alisa Solomon, số 14, và chủ công CC Rondina, số 18. Đây là cặp đôi rất nguy hiểm nên tuyển bóng truyền nữ Việt Nam phải rất cẩn trọng, nhà báo Nguyễn Lưu nhấn mạnh. Bên cạnh đó, nhà báo Nguyễn Lưu cũng cho rằng đội trưởng Bích Tuyền có thể gặp nhiều áp lực khi thi đấu trên đất Thái. Cô cần vượt qua rào cản tâm lý của chính mình, đồng thời các cầu thủ tuyển bóng truyền nữ Việt Nam thi đấu đoàn kết, động viên đối truyền sinh năm 2000 để toàn đội có được kết quả tốt nhất. Tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân chặn hai gặp tuyển Indonesia vào lúc 15 giờ 0 phút hôm nay ngày 9 tháng 8.